Với những ai yêu thích gạch may, thiết kế thời trang và định hướng, đây là công việc lâu dài thì vấn đề lựa chọn địa chỉ học nghề là rất quan trọng. Trong số các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, có thể kể đến Học viện Thiết kế Thời trang Sài Gòn, Trường Đào tạo Kỹ thuật Công nghệ May và Thiết kế Thời trang Trường Quốc Thảo. Đây là hai trong số ít những đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 25 năm nghiên cứu đào tạo nghề, cung ứng cho các đơn vị trong và ngoài nước trên 50.000 chuyên viên, nhân viên, kỹ thuật viên ngành may mặc thời trang. Các khóa học tại trường đào tạo từ thấp đến nâng cao, tùy vào trình độ tay nghề, từng đối tượng tham gia khóa học sẽ được định hướng vào các khóa ngắn hạn. Kỹ thuật cắt may trang phục từ căn bản đến nâng cao, kỹ thuật thiết kế sập công nghiệp và sập thời trang, kỹ thuật truyền, truyền trường, quản lý đơn hàng, anh ngữ chuyên ngành may, bảo trì máy bay công nghiệp, vẽ mẫu phác thảo đồ họa, thực hiện tài liệu kỹ thuật, hệ thống CAD, CAM, Gerber, phần mềm thiết kế, nhảy sai, rắc sơ đồ trên vi tính ứng dụng trong sản xuất. Riêng khóa học thiết kế thời trang, sau khi ghi danh, học viên sẽ bắt đầu chương trình đào tạo từ những kiến thức cơ bản đầu tiên như hình họa, trang trí, kỹ thuật cắt may đến kiến thức chuyên ngành vẽ phác thảo, lịch sử trang phục, lý tưởng thiết kế dập thời trang ứng dụng và sản xuất công nghiệp. Tiếp đến, các học phần đào tạo chuyên sâu như thiết kế mẫu mannequin, vẽ phác thảo vi tính, thiết kế trang phục, nhảy sai trên phần mềm chuyên ngành được thực hành trên thiết bị công nghệ mới nhất tại trường sẽ giúp học viên rèn luyện kỹ năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Để nâng cao tay nghề, tích lũy kinh nghiệm, học viên hoàn tất 4 bài đồ án môn học thực hiện mẫu trang phục thiết kế chính xác theo bản vẽ phác thảo dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của giáo viên tại xưởng thiết kế thời trang do trường đầu tư và xây dựng. Trong suốt quá trình học, các bạn học viên sẽ được rèn luyện kỹ năng tự thuyết trình ý tưởng, vấn đáp tự tin trước tập thể. Bên cạnh đó, hàng năm trường còn tổ chức cuộc thi tuyển chọn tài năng thiết kế thời trang nhằm tạo cơ hội giao lưu học hỏi, thực hành, thể hiện tài năng, va chạm thực tế cho những bạn trẻ yêu thích thời trang trên cả nước, đồng thời tạo điều kiện để các thí sinh xuất sắc được đào tạo bài bản về ngành nghề thông qua suất học bổng toàn phần về thiết kế thời trang tại trường. Để được tư vấn chi tiết về các khóa học, học viên có thể liên hệ trực tiếp với trường Quốc Thảo hoặc Học viện Thiết kế Thời trang Sài Gòn tại địa chỉ 21 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình hoặc 391 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3.